Rồi, bây giờ bắt đầu mới record. Tại vì nếu mà chúng ta record thì sau đó thầy có thể thầy sẽ gửi lên trên nhóm và mọi người, những các bạn mà không tham dự đùa hôm nay và thậm chí các em có thể xem lại để các em có thể theo dõi được. Ha. Rồi, ok. Vậy thì và đến nay thì thầy hiện giờ thầy có một công việc kinh doanh riêng của thầy, và thầy vẫn tiếp tục là lựa chọn làm hướng dẫn và chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của thầy cho các em, để các em có thể cái kiến thức của thầy á là quá trình thời gian thầy làm việc, thầy học tập, và thầy có thể giúp cho các em có thể trong cái công việc của mình, trong cái việc học tập, các em có thể lĩnh hội được điều đó. Nhưng mà cái mà lớn nhất thầy mong muốn là khi mà các em làm việc với thầy là các em sẽ phát triển bản thân, các em thay đổi bản thân. Bởi vì cái hành trang để mà các em vào đời thì cái đồ án tốt nghiệp nó là một cái bằng chứng để các em chứng minh với nhà trường rằng là tôi đã có đủ năng lực để bước ra làm việc, tôi đã có đủ kiến thức. Nhưng mà cái quan trọng, cái không phải là cái việc mà các em làm đồ án đó là các em làm ra giải pháp xuất sắc hay là các em đưa ra kết quả tuyệt vời hay bản vẽ gì, mà các em là người đã nắm bắt được cái phương pháp các em làm được. Bởi vì khi các em nắm bắt được phương pháp, các em làm được bất cứ bài toán nào sau này. Còn các em đối phó, có rất nhiều kiểu đối phó, thuê người là ta làm được mà, thuê vẽ thế, nhưng mà rốt cuộc các em số 0. Nhưng mà làm việc với thầy là các em sẽ nắm được phương pháp, các em thật sự hiểu được cách làm. Và cách làm đó nó không chỉ là giúp cho em các liên quan đến lĩnh vực quy hoạch đâu, mà các em sẽ giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, các em giải quyết được rất nhiều, và nó có thể áp dụng cho rất nhiều trong công việc sau này của em. Thầy biết rằng có nhiều em đi học về cái lĩnh vực quy hoạch đô thị này, cũng như là học ở trường Tôn Đức Thắng này, không phải vì các em mong muốn là lựa chọn nghề nghiệp này. Đôi khi các em lựa chọn một cái lĩnh vực khác, em có đam mê khác, nhưng mà các em đã đến cái bước này, đến cái ngày hôm nay các em lựa chọn công việc này thì các em phải kết thúc nó. Các em đã đầu tư thời gian rồi, bố mẹ các em đã cho tiền, các em đã làm đến cái ngày giờ phút này thì các em phải làm cho xong, phải kết thúc cái việc này, không được bỏ, không được bỏ ngang, không được từ bỏ, không được đầu hàng. Và các em sẽ phải có nỗ lực nhiều hơn một chút. Và cái mà các em được đó chính là các bạn biên sẽ biết được là mình thật sự có năng lực đến đâu, mình có khả năng đến đâu. Và thông qua cái đồ án này các em thật sự hiểu mình hơn. Đó là cái mong muốn của thầy. Tất nhiên mỗi thầy cô sẽ có một cái cách hướng dẫn, một cái cách làm việc khác nhau, nhưng cách của thầy là như vậy, là các em sẽ đem ra những cái tiềm năng nhiều nhất trong bản thân mình. Vì thầy đã từng hướng dẫn rất nhiều các sinh viên, thì đầu tiên các bạn chỉ mong muốn là ok thôi, bây giờ đồ án tốt nghiệp mà em chỉ mong là em làm cho qua thôi, chứ em cũng chẳng có nhu cầu phải là giỏi hay là cái gì cả. Nhưng mà chính vì vậy các em sẽ rất là đáng tiếc, các em không biết thật sự biết mình là ai. Và cái nữa là cách các em làm một việc là các em làm mọi việc. Các em làm qua quýt thì trong cuộc sống các em cũng sẽ làm tất cả mọi việc qua quýt. Các em ứng xử với cái công việc, với cái bản thân mình như vậy thì các em sẽ luôn luôn gặp những cái trắc trở trong cuộc sống. Cho nên là cách mình làm một việc là cách là mình làm mọi việc. Cách mình giải quyết một vấn đề là cách mình sẽ giải quyết mọi vấn đề. Đó là cái sự phát triển nhân cách. Mà chính cái điều đó là thông qua cái đồ án này các em làm được. Đó là những cái điều mà thầy sẽ gửi gắm trong cái quá trình hướng dẫn các em. Các em sẽ thấy thầy làm việc rất là không có máy móc đâu, không có bị lệ thuộc vào cái chuyện là giống như là các em chọn bổn phận. Đó. Thực ra thì thầy cũng không khó, tại vì đó là lựa chọn các em thôi. Các em chỉ muốn bảo em thầy, em chỉ muốn làm 5 điểm thôi. Thường thì mình muốn 5 điểm thì mình sẽ có 3-4 điểm hoặc là 2 điểm. Còn nếu mà mình muốn 10 điểm, mình muốn 10 điểm thì mình có thể được 8-9. Là ít nhất, tại vì mình moi ra hết cái tiềm năng của mình. Đó. Thì tâm sự với các em một chút để các em hiểu rằng, thì thầy muốn nói với các em rằng là nếu như các em làm cái đồ án này mà điểm rất là cao, xuất sắc, thì 100% là do các em, nỗ lực của các em, do các em giỏi, các em xuất sắc. Thầy 0%. Còn nếu như mà các em đã nghiêm túc, các em theo hướng dẫn của thầy mà các em làm không được, các em rớt, thì lỗi của thầy 100% và các em là 0%. Thầy cam kết với các em điều đó. Chỉ cần các em
nỗ lực thôi. Bất kể xuất phát điểm của các em như thế nào, bất kể các em có thể chưa hiểu bài, các em chưa hiểu những khái niệm, các em thậm chí là em là số 0 về quy hoạch đô thị, nếu các em nghiêm túc theo thầy, các em sẽ làm được, có kết quả. Cho nên các em đừng có quá lo lắng về cái đề tài này, nó rất là dễ nếu như mình đi làm đúng phương pháp thôi và mình nghiêm túc. Đấy, thì thầy đã có hướng dẫn rất nhiều và có rất nhiều bạn có được cái thành quả rất là xuất sắc. Và các bạn đó, thực ra đó là cái nỗ lực của các bạn đó. Thầy chỉ là người hướng dẫn, thầy là người giúp đỡ. Thì cái vai trò của người hướng dẫn là gì? Vai trò của người hướng dẫn thứ nhất là chúng ta quy ước với nhau rằng đây là bài của các em, bài tốt nghiệp của các em, không phải của thầy. Cho nên là mọi cái sản phẩm, mọi kết quả là của các em, không phải là của thầy. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì? Thầy là người sẽ giúp các em phương pháp. Phương pháp thì các em phải theo thầy. Các em phải theo phương pháp của thầy. Những cái gì thầy hướng dẫn các em phải theo. Còn nếu như mà các em bảo là em không thích phương pháp của thầy, em muốn làm theo kiểu của em, em thích phương pháp của thầy A, thầy B, thầy C, thì các em hoàn toàn nói với thầy là thầy ơi, em không muốn làm phương pháp của thầy. Và thầy trò chúng ta sẽ dừng cái việc hướng dẫn và giúp đỡ. Và các em có thể lựa chọn đi sáng tạo, tự mình làm. Và các em có thể làm việc với học giảng viên khác. Thầy hoàn toàn không hề ghét bỏ các em gì cả. Đó là lựa chọn. Nhưng mà một khi các em đã làm việc với thầy thì các em sẽ theo phương pháp của thầy. Và thầy sẽ cam kết như thầy đã nói 100% là các em sẽ làm được. Cái thứ ba, thầy sẽ là người gì? Phản biện. Phản biện tức là gì? Tức là thầy và các em sẽ tranh cãi với nhau về tất cả các vấn đề, kể cả tên đề tài, để tất cả các thứ, về nghiên cứu, về các thứ. Nhưng khi mà thầy tranh cãi, điều đó không có nghĩa là thầy luôn luôn đúng. Không phải là ông thầy ông nhiều kinh nghiệm, ông đọc sách nhiều, hay là ông ở cái lĩnh vực đó chuyên môn sâu và ông luôn luôn đúng. Không. Các em sẽ phải tự bảo vệ, các em sẽ phải chiến đấu, phải tranh cãi. Việc mà tranh cãi với thầy để làm vấn đề sáng tỏ ra. Và một khi các em quyết định lựa chọn cái gì để đưa vô đề tài thì nó là của các em, không phải của thầy. Mình không thể là đi ra bảo vệ mà nói thầy cái này là tại thầy hướng dẫn nói thế nên em phải làm theo. No. Nếu em có chấp nhận, em đưa vào và các em phải bảo vệ được nó. Còn nếu mà các em không chấp nhận, các em giữ ý kiến bảo lưu, thầy cũng chấp nhận luôn và các em sẽ bảo vệ cái ý kiến đó. Không có khái niệm là thầy là phải nghe thầy hoặc là thầy luôn luôn đúng, không có khái niệm đó. Bởi vì thầy nói với em nghe, chút nữa thầy sẽ hướng dẫn cái phần lựa chọn đề tài, các em sẽ thấy rằng cái đề tài này của các em là số 1. Nó là của các em và các em là số 1 trong cái đề tài này. Thầy hướng dẫn là số 2. Thầy phản biện là số 3 và hội đồng là số 4. Cho nên là các em yên tâm đi. Mình là người ăn nằm ngủ với nó, mình trăn trở, mình khóc than, mình cười với nó. Nói chung là hỉ nộ, ái ố là ở đó hết. Nên mình là số 1 với nó. Thế nên mình phải rất là tự tin. Còn kể cả thầy hướng dẫn nữa, ông đó có thể là ông có biết nhiều nhưng mà ông không phải là người từng nắm từng ngọn cây ngọn cỏ, từng cái địa bật địa bàn ở trên đó, và ông cũng chỉ là biết về phương pháp ở trong mình. Cho nên là ở phản biện đó là chúng ta sẽ tranh cãi với nhau, chúng ta sẽ phản biện, thầy sẽ phản biện. Phản biện tức là gì? Là nói những cái quan điểm của mình và hai bên sẽ làm cùng, làm sáng tỏ vấn đề ra, và cuối cùng các em chọn cái nào để đưa vào. Đó là cái thầy mà sẽ hướng dẫn. Nói như vậy thì xét cho cùng thì cái đề tài này là của các em. Các em sẽ làm việc trên nó nhưng mà theo sự hướng dẫn của thầy. Thầy sẽ đi với các em từng bước một và thầy cam kết với các em á, một khi thầy đã sửa, thầy sẽ rất tâm huyết và để các em làm cho thành công. Đó. Thì chúng ta có nhiều cách để làm việc với nhau lắm. Chúng ta có thể gặp nhau ở trên trường, chúng ta có thể gặp nhau ở quán cà phê, chúng ta có thể gặp nhau trên Zoom như thế này. Để các em có thể thoải mái về thời gian, có thể là linh động. Và thậm chí các em có thể là xem những video đó và sau đó tương tác với thầy. Thì để bởi vì thầy cũng có rất nhiều công việc khác nhau, rồi thầy có những cái chuyến đi công tác, nên là cái việc mà thầy trò gặp nhau nó sẽ rất là có khó khăn về setup. Ví dụ như rất nhiều bạn một lúc có thể rất là khó gặp lại. Nhưng mà chúng ta gặp nhau online như thế này rất là dễ dàng. Chúng ta có thể xem video và chúng ta có thể tương tác với nhau. Nhưng mà thầy muốn là những cái buổi sửa như thế này là thầy sẽ ghi hình lại được để cho các em có thể xem lại, các em để nhớ lại, không phải mất công ghi chép nhiều. Các em có thể là trao đổi các bạn khác có thể xem.
để có thể hiểu được. Và những bạn nào mà nghiêm túc thì chắc chắn các bạn sẽ làm được. Đó. Như vậy là sơ qua về cái cách mà thầy trò mình sẽ làm việc. Còn về chấm điểm á, thì cũng theo quy định thôi. Thì sẽ có, thầy sẽ có những cái đợt sửa và theo dõi và đánh giá các em trong quá trình mà các em nghiên cứu. Thì thầy không có khắt khe về chuyện này đâu. Thầy không có buộc là ví dụ như là em phải sửa bài bao nhiêu lần, gặp thầy bao nhiêu lần. Nhưng mà kết quả của các em và cái hiểu biết của các em khi em tương tác với thầy ấy, thầy sẽ đánh giá. Bởi vì thực ra cái mong muốn của thầy là các em sẽ hiểu được bài và làm được, chứ không phải là các em đưa ra kết quả không. Thầy đưa ra kết quả thì thầy nói thật á, em nhờ các anh năm trên các thứ là xử lý là làm được hết, là ra kết quả rồi, video bay hoành tráng lắm. Nhưng mà đến khi bảo vệ nói không được, bởi vì nó không phải của mình, không của mình không nói được đâu. Hỏi vài câu là biết ngay là có phải là các em làm đề án đó không à. Mà cái điều đó là điều tối kỵ. Và thầy sẽ chỉ cho các em một phương pháp mà các em có thể tự làm rất là tốt, rất là dễ nhá. Nên là yên tâm. Thì đến đây thì các em có câu hỏi gì không đã, rồi thầy sẽ nói tiếp các phần khác. Bạn nào có câu hỏi cứ đặt câu hỏi thôi, hoặc là chia sẻ gì. Trần Minh Thiện hay Trần Minh Thiên ơi, đâu có mặt đâu, chỉ để cái tên nè. Ý Nhi có đó không? Dạ có. Những bạn khác thì thầy nhìn thấy nên thầy biết là đang ngồi đó rồi. Vậy là Trần Minh Thiên không có mặt đúng không? Để đây làm gì? Nếu mà để đây không nghe thì để làm gì? Nha. Thầy thích những người nghiêm túc thôi. Còn người nào là không nghiêm túc thì thầy sẽ không dành thời gian cho người đó đâu. Thầy nói thật đấy. Rồi. Các em có thể là số 0, nhưng các em có cái trái tim nóng, có muốn, mong muốn, thầy sẽ giúp nha. Còn không nghiêm túc thầy không giúp đâu nha. Và các em biết rồi đó, là các em sẽ có 0 điểm ở cái phần hướng dẫn của thầy nếu các em không có nghiêm túc, các em không làm việc với thầy nhá. Rồi à, sơ bộ là như vậy. Thì à, thực ra cái đề tài bây giờ các em đang gặp khó khăn ở cái khâu chọn đề tài đúng không? Thầy biết các em đang gặp khó khăn. Thì à, bây giờ thầy sẽ lướt qua cái nội dung mà các em vừa gửi cho thầy. Bây giờ thầy bài của bạn điểm chẳng hạn. Thì nãy bạn đang nói với thầy về cái ý tưởng á, thì ở cái tên á, thì thầy muốn nói với các em rằng là nó như thế này. Thầy sẽ chia sẻ cái screen này lên. Rồi các em thấy chưa? Thấy không? Thấy được màn hình chưa? Thấy chưa? Ok, good. Thì đây là cái tên của đề tài bạn á. Thì cái thành phần tên nó bao gồm những cái này nè. Thì bạn điểm đã có khá là đầy đủ. Thứ nhất là loại hình quy hoạch. Ở đây bạn đó là quy hoạch phân khu, rất là rõ ràng. Ok, một phần thứ nhất. Nếu mà cần ghi chép thì ghi lại nhé. Là phải có loại hình quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu. Trời ơi, mới nhảy xuống nó cũng tắt nha, mất công mình chạy đi nét à, mà. Bạn nào đang hát đi nhỉ? Nghĩ rồi, chắc là bạn điểm, thôi thầy tắt tiếng bạn điểm tạm thời đi nhá. Rồi, thì đầu tiên là quy hoạch phân khu. Là loại hình quy hoạch là phải có cái tên, quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu, quy hoạch chung, quy hoạch vùng. Đúng không? Hoặc là thiết kế đô thị hay cái gì đó, hoặc là quản lý gì đó, là phải có loại hình của đó. Rồi, cái phần thứ hai là phải có tỷ lệ phần 2000. Ok, thì là bạn điểm đã có tỷ lệ đây là đúng rồi nha. Rồi, cái thứ ba nữa là khu chức năng. Cái khu chức năng hoặc là cái đặc điểm hoặc là cái tính chất của cái khu vực đó. Ví dụ ở đây thì bạn nói là khu dân cư. Ok, thành phần này là được, đúng rồi. Nhưng ở đây bạn ấy thiếu một phần nữa. Cái phần này là option thôi, tức là nó sẽ nói bật lên cái ý đồ, cái ý tưởng, cái manh nha ý tưởng hoặc là cái định hướng cho cái nghiên cứu của mình. Thì ở đây á, bạn nên thêm vào là khu dân cư kết hợp với cả du lịch, à đô thị, khu dân cư à, sinh thái. Ví dụ như ở đây em lại ghi là kết hợp với quy hoạch đô thị sinh thái. Thực ra ý của em điểm ở đây là em đưa yếu tố sinh thái vào trong cái quy hoạch đúng không?
thầy phải bật cái tiếng của bạn lên. Đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Dạ đúng, em dạ đúng đưa rồi. Cái yếu tố sinh thái vào đây. Như vậy là dạ. Em có thể nói là ok, vì chúng ta đang dùng gọi là free account cho nên là chúng ta sẽ có thời gian trong vòng 10 phút nữa là kết thúc. Thì khi mà video này mà kết thúc á thì thầy sẽ lại tạo một cái khác ha. Rồi các em lại quay trở vô đây mình sẽ nói chuyện tiếp tục. Đó. Ok, thì mình cứ tiếp tục như vậy đi. Thì các em biết là như vậy là quay trở lại cái nhóm chat á, thầy sẽ gửi cái ID vô đó. Rồi, thì em cần đưa vô cái là ví dụ như là khu dân cư định hướng hoặc là khu dân cư sinh thái. À, khu dân cư sinh thái hoặc là khu dân cư hoặc là quy hoạch phân khu thì là 1/2000 theo định hướng khu dân cư sinh thái hoặc là khu dân cư sinh thái. Rồi bắt đầu mới, tức là cái chữ sinh thái này nó nằm gắn liền với cái tính chất chức năng của khu vực đó. Ví dụ trường hợp này là đó là khu dân cư thì em dùng cái từ nào đó, vì theo về ví dụ như trường hợp này có thể nói là khu dân cư sinh thái luôn, tức là bởi vì em quy hoạch cái khu đó là khu dân cư sinh thái rồi, em đưa vô đó thay vì em để một cái gọi là cái phần phía sau là quy hoạch dân cư kết hợp với đồ sinh thái, nó dài dòng lắm, mình đưa vô đây luôn. Bạn khác có thể nói là khu dân cư, ví dụ bạn đưa cái tính chất du lịch vô và nó là khu dân cư du lịch, là khu dân cư kết hợp với du lịch, hoặc là khu dân cư hướng khu dân cư công nghệ cao và khu dân cư phục vụ cho công nhân. Đó đại khái nghĩa là mình đưa vô những cái idea, cái tên chính sách này, rồi sau đó là thầy phải tắt tiếng của tất cả đi. Thì sau đó là đến cái phần gọi là cái địa danh, thì ở đây bạn đã có rồi là xã Trương Bình Duyệt, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Đó, đến đây địa danh là ok rồi, là xong. Đó, như vậy bản điểm có thể kết hợp. Nhưng bây giờ thầy muốn nghe lại bản điểm về cái, bây giờ phải nói về cái ý tưởng ha. Thì ý tưởng của bạn ấy thì như thế này, thầy nói chung với các em luôn, tức là khi mình chọn đề tài thì có những yếu tố sau đây để mình chọn nha. Để làm sao mình chọn được cái đề tài của mình nó hay. Nếu như các em muốn là ok, em chỉ muốn là 5 điểm, 6 điểm rồi là cho qua, thì em hãy chọn một cái đề tài nó khá là an toàn. Những cái đề tài khá là an toàn. Ok. Cái đề tài khá là an toàn cho nên là mình chỉ gọi là hơi hơi ở dân cư thì rất là bình thường, đúng không? Thì bây giờ cái cách chúng ta để chọn đề tài như thế này nè. Cái đề tài chọn cái yếu tố đầu tiên là cái phải thích cái đề tài đó. Yên lặng đi. Các bạn thôi kệ nó không sao. Thì á là cái đề tài đó mình phải là người thích cái đó. Mình thích, mình có kiến thức, mình có mong muốn là mình làm. Thì đó là mình thích cái trước tiên. Cái thứ hai, cái yếu tố thứ hai nữa là cái đề tài đó là thầy hướng dẫn cũng thích luôn. Nghĩa là ông cũng muốn, hoặc là ông có kinh nghiệm, ông có kiến thức và ông muốn làm cái đó, ông muốn khám phá cái đó. Thì cái đề tài mà mình thích nhưng mà ông thầy không thích thì chịu chết. Nhưng mà các em yên tâm đi, các em thích cái gì thầy thích cái đó. Được không? Thì thầy chỉ muốn gợi ý các em á, về cái vấn đề thích là như thế này. Tất nhiên các em có thể chọn một cái đề tài nó an toàn, nhưng mà thầy khuyên các em nên chọn cái đề tài mà ở đó nó có nhiều đất dụng võ, tức là nó có cái gì đó mới, cái gì đó đặc biệt, và nó khiến cho người khác thích thú muốn tìm hiểu, và người ta thích nghe mình, và đặc biệt là cái hội đồng. Cho nên nếu như mà các em chọn một cái đề tài nó quá bình thường á thì không có gì sai đâu. Nhưng mà các em biết sao không? Các em sẽ khó nổi bật lên cái ý tưởng của mình. Thầy cách đây cái hình như cái khóa vừa rồi, thầy có một bạn làm một cái quy hoạch phân khu là về anh Chí đó,
Đúng rồi, anh Chí trong nhóm quy hoạch nhóm đồ án tốt nghiệp đó, anh làm về một cái khu dân cư mà nó gắn liền với cái depot và nó có gắn liền với cái gọi là cái định hướng về giao thông đó. Thì đó là một cái đặc trưng, cái depot nó ở đó là nó đã khác biệt rồi, nó có tạo ra một cái cách khác. Cái thứ hai nữa là một bạn nữa là bạn đó làm về cái quy hoạch điểm dân cư nông thôn, là một trong những cái rất ít người khác làm. Bạn ấy làm trên chính quê hương của mình luôn, và cái đề án đó thầy nhớ là cũng được điểm khá cao, 8 điểm mấy á, khá là cao. Thì những cái đó nó có thể nó hơi thách thức một chút, nhưng mà nó lại là cái nơi mà các em có thể làm, các em có thể báo cáo rất là tự tin. Bởi vì thực sự á, em yên tâm đi, khi mà em đi ra hội đồng á, thực ra cái đề tài của các em là số 1. Nhưng mà em trình bày ra những cái điều mà người ta khác mới lạ, người ta rất là muốn nghe. Ví dụ như các em làm một cái khu mà nó có cái đặc thù, ví dụ như là khu dân cư của làng văn hóa ốc eo chẳng hạn, thì ví dụ vậy, là nó nghe là nó thấy lạ, và cái đặc thù người ta muốn biết là cái đặc thù ở đó là cái gì, và các em đã có những cái giải pháp gì cho cái việc đó. Hoặc là như bạn là điểm, bạn đưa yếu tố sinh thái vô, nhưng mà hãy cẩn thận, cái yếu tố sinh thái nếu như mà bạn chỉ dừng ở góc độ kiến trúc, ví dụ như là rất nhiều bạn là sinh thái, tức là tôi đưa vô cây lên mái nhà, tôi làm ban công có cây xanh, hoặc là tôi sử dụng những vật liệu thân thiện môi trường, tôi dùng lá cây, thì hãy cẩn thận, những cái đó không phải ngôn ngữ quy hoạch. Mặc dù ok ý đồ là như vậy, nhưng mà trên ngôn ngữ, trên quy hoạch em thể hiện cái gì đây, nó lại không phải là ngôn ngữ quy hoạch. Ngôn ngữ quy hoạch ở đây một phần em đã nói đúng, đó là đến mật độ xây dựng, ok cái đó là quy hoạch đấy. Hoặc là em phải đưa vào những yếu tố như thế này, ví dụ như là em sẽ tạo ra sinh thái ở trên cả con đường vỉa hè. Một vỉa hè sinh thái là gì? Hãy đặt câu hỏi và đi tìm giải pháp cho nó. Con đường sinh thái là con đường như thế nào? Không chỉ là có cây không, đúng không? Đôi khi nó là vấn đề thế này, là nó sẽ, con đường đó nó được bố trí làm sao nó tạo ra rất nhiều bóng mát, nó tạo ra cái cải thiện vi khí hậu, nó có thể gắn với dòng nước như thế nào, hoặc là nó có thể là nó kết hợp với việc mà nó bố trí nhà ở. Nhà ở đó là nó sẽ ít phản bức xạ ra, ví dụ như cách bố trí thay vì là bố trí sát đường thì bố trí lùi ra, nghĩa là nó liên quan đến việc em bố trí không gian, em tổ chức không gian, hiểu không? Em lựa chọn nhà cao tầng hay thấp tầng, em tạo nhiều bóng mát bằng cái gì, mật độ cây xanh, tỷ lệ, em liên quan đến chỉ tiêu. Thế thì nói tóm lại là em dùng ngôn ngữ quy hoạch để em giải quyết vấn đề sinh thái. Chúng ta hết thời gian rồi, bây giờ chúng ta sẽ dừng ở đây ha, và thầy sẽ quay lại trong cái nhóm kia, thầy sẽ thông báo và chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Ok. Chúng ta sẽ stop ở đây đi.